решение о проведении специальной военной операции. We will not lay down the weapons. We will defend our state. The fighting in Ukraine must stop. Trúc Huỳnh mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 24 tháng 12 năm 2022 của Báo Thanh Niên. Chương trình được phát trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký theo dõi cũng như ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được chúng tôi cập nhật liên tục. Theo thông báo cập nhật của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 23 tháng 12, Nga đã tăng cường chuyển binh sĩ, vũ khí và thiết bị quân sự đến tiền tuyến ở Ukraine bằng đường sắt. Quân đội Ukraine cũng cho biết lực lượng Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở các khu vực Bakhmut, Andivka và Liman ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine trong ngày 23 tháng 12. Trong bài phát biểu vào tối 23 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo các đợt tấn công mới của Nga vào dịp Giáng sinh. Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đáp trả các động thái quân sự của Nga. Ông kêu gọi người dân Ukraine tuân thủ nghiêm túc các cảnh báo không kích trước nguy cơ Nga gia tăng các hành động quân sự. Ông nói, chúng tôi đang chuẩn bị cho những tháng tới và năm tới nói chung. Nhiệm vụ của chúng tôi không thay đổi, giải phóng lãnh thổ của chúng tôi, đảm bảo an toàn cho người dân của chúng tôi, khôi phục đất nước của chúng tôi sau các cuộc tấn công của Nga, ông Zelensky nói. Thưa quý vị, hôm nay 24 tháng 12, như mọi năm là đêm Giáng sinh mà rất nhiều người háo hức mong chờ. 24 tháng 12 với phần lớn thế giới là một ngày nghỉ lễ vui vẻ, ấm cúng bên người thân bạn bè. Tuy nhiên, với người dân Ukraine, 24 tháng 12 là ngày đánh dấu cột mốc tròn 10 tháng của cuộc xung đột với Nga. Vài ngày trước cột mốc này, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có chuyến thăm tới thủ đô Washington và phát biểu trước các nhà lập pháp tại Quốc hội, nói rằng viện trợ của Mỹ cho Ukraine có vai trò vô cùng quan trọng nhưng là chưa đủ. Nhân đó, ông kêu gọi Washington đầu tư thêm cho nỗ lực chiến đấu với Kiev, đồng thời khẳng định đây không phải là tiền từ thiện. Đáp lại, các nhà lập pháp Mỹ đã thông qua gói ngân sách năm 2023, trong đó có bao gồm khoản hỗ trợ quân sự và kinh tế trị giá 45 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, sau khi Washington đã hỗ trợ Kiev khoảng 50 tỷ đô trong năm nay. Quốc hội Mỹ đã thông qua gói ngân sách năm gần 1.700 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 45 tỷ đô la Mỹ viện trợ Kiev, sau chuyến thăm Washington chớp nhoáng của Tổng thống Ukraine. Một ngày sau khi dự luật chi tiêu chính phủ được thông qua ở Thượng viện Mỹ, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật này hôm 23 tháng 12 với tỷ lệ biểu quyết 225-201, cho thấy sự chia rẽ đảng phái sâu sắc. Giờ đây, dự luật được chuyển đến Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký ban hành, theo Reuters. Dự luật bao gồm khoản hỗ trợ quân sự và kinh tế trị giá 45 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2023, sau khi Washington đã hỗ trợ Kiev khoảng 50 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Dự luật được thông qua tại Lưỡng viện Quốc hội Mỹ chỉ ít ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky bất ngờ xuất hiện ở Washington DC trong chuyến đi nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Tại đây, ông Zelensky đã phát biểu trước các nhà lập pháp, nói viện trợ của Mỹ cho Ukraine có vai trò vô cùng quan trọng nhưng thực sự vẫn chưa đủ, kêu gọi Washington đầu tư thêm cho nỗ lực chiến đấu của Kiev, đồng thời khẳng định đây không phải là tiền từ thiện. Trong bài phát biểu có lẽ là cuối cùng của mình trên cương vị Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi nói: "Thông qua luật này, chúng tôi tự hào mang đến một gói viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo quan trọng khác. Và đây thực sự không phải, như Tổng thống Ukraine đã nói vào đêm hôm đó, là chuyện làm từ thiện, đây là chuyện an ninh, là chuyện làm việc cùng nhau." Trong một giàn tweet cảm ơn Quốc hội Mỹ và các nhà lãnh đạo của hai đảng lớn tại Mỹ hôm 23 tháng 12, ông Zelensky nói rằng điều quan trọng là người Mỹ sát cánh với người Ukraine. Gói viện trợ trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ được công bố trong chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không Patriot đầu tiên cho Kiev. Theo tờ Politico ngày 23 tháng 12 dẫn lời hai quan chức không nêu tên của Bộ Quốc phòng Mỹ, Lầu Năm Góc cân nhắc tổ chức khóa huấn luyện các binh sĩ Ukraine cách sử dụng hệ thống phòng không này tại căn cứ quân sự trên đất Mỹ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch chọn một nước thứ ba, nhiều khả năng nhất là Đức, cho công tác huấn luyện trước khi chính thức triển khai Patriot trên lãnh thổ Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ chưa từng cung cấp sự huấn luyện tương tự nào cho các thành viên NATO. Cùng ngày, phía Nga nói việc Mỹ cung cấp hệ thống phòng không tối tân Patriot cho Ukraine không giúp dàn xếp được cuộc xung đột đang xảy ra. Riêng Tổng thống Vladimir Putin nói quân Nga sẽ tìm được cách xử lý hệ thống này. Bên cạnh Patriot thì gói viện trợ trên còn có thiết bị cải tiến đạn pháo thành đạn dẫn đường chính xác, đạn dành cho súng cối, rocket tăng tầm bắn. Các loại vũ khí trên sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong các chiến lược và chiến dịch phản công của Ukraine trước Nga trong thời gian tới, đặc biệt là khi có thông tin cho rằng Nga sẽ mở một đợt tấn công mới nhằm vào thủ đô Kiev trong đầu năm 2023.
Và qua từng đợt viện trợ, chúng ta có thể thấy Mỹ đang dần dần nới lỏng hơn các quy tắc trong việc cung cấp phương tiện chiến đấu cho Ukraine, với việc xuất hiện ngày càng nhiều các loại vũ khí tiên tiến. Tuy nhiên, vẫn có những yêu cầu vũ khí từ Ukraine mà Mỹ đã từ chối. Đó là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua video sau. Báo Washington Post hôm 21 tháng 12 dẫn lời quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Washington sẽ không cung cấp cho Kiev loại xe tăng M1 Abrams để sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Đây là loại vũ khí mà giới chức Ukraine đã không ít lần nhắc đến. Cố vấn cao cấp của Tổng thống Ukraine Mykhail Podolyak hồi đầu tháng 12 đã liệt kê xe tăng M1 Abrams trong danh sách quà Giáng sinh mong ước mà ông đăng trên mạng Twitter. Trong chuyến thăm Mỹ mới đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhắc lại yêu cầu này trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Ông nói binh sĩ Ukraine có đủ năng lực vận hành xe tăng và máy bay của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói với Washington Post rằng xe tăng Abrams quá khó để bảo trì, quá phức tạp để vận hành. Họ cũng cho rằng Ukraine đã có đủ xe tăng rồi. Trang France 24 dẫn lời ông Sashank Joshi, biên tập viên mạng quốc phòng của tờ Economist, nhận xét rằng lo ngại của giới chức Mỹ về bảo trì vận hành xe tăng là có cơ sở. Ông Joshi cho rằng Mỹ quyết định chưa cung cấp M1 Abrams thì quan ngại chính không phải là việc làm leo thang xung đột mà là khả năng sử dụng lâu dài. Ông nói xe tăng cần rất nhiều nhiên liệu mà Abrams đặc biệt lại ngốn nhiên liệu kinh khủng. Việc bảo trì cũng kỳ công mà nhu cầu phụ tùng rất cao, còn Ukraine thì chỉ có kinh nghiệm với xe tăng thời Liên Xô cũ, cho nên quan ngại về tính thực dụng là ưu tiên trong tính toán của Mỹ. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn chấp thuận những yêu cầu khác của Kiev, đồng ý cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không Patriot trong gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 1,85 tỷ đô la Mỹ được công bố trong chuyến thăm Washington của ông Zelensky. Trong gói này còn cung cấp xe bọc thép, súng cối, súng phóng lựu và đạn pháo. Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng vũ khí nước ngoài sẽ không làm thay đổi chiều hướng mà chỉ kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine. Giới chức Nga cũng tuyên bố rằng các hệ thống Patriot được chuyển đến Ukraine sẽ trở thành mục tiêu tấn công chính đáng của quân đội Nga. Điện Kremlin hôm 23 tháng 12 bác bỏ một bài báo do tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Tổng thống Putin nhận thông tin sai lệch về diễn tiến của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Tổng thống Vladimir Putin có nhiều kênh để tiếp nhận thông tin. Bất kỳ tuyên bố nào cho rằng ông nhận được thông tin bị bóp méo đều không đúng với thực tế. Bài báo trên tờ Wall Street Journal nói rằng ông Putin nhận được báo cáo bằng văn bản mỗi sáng về diễn tiến chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, báo cáo này nhấn mạnh thành công của lực lượng Nga trên chiến trường và giảm nhẹ những thất bại. Thưa quý vị, trong một bài báo khác hôm 23 tháng 12, The Wall Street Journal nhận định rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine giờ đây đang trở thành cuộc chạy đua tái bổ sung vũ khí giữa Moscow và các thành viên châu Âu của NATO. Không thành viên nào của NATO trừ Mỹ hiện có đủ vũ khí cho một cuộc xung đột pháo binh lớn và năng lực sản xuất công nghiệp cũng không ngoại lệ. Điều này có nghĩa là NATO sẽ không đủ sức bảo vệ lãnh thổ trong trường hợp bị gián đòn tấn công từ một kẻ thù lớn. Tình trạng thiếu đạn pháo và tên lửa hiện đại ở châu Âu phần lớn là do sự chuyển đổi trong các học thuyết quân sự của NATO trong những thập niên gần đây. Thay vì lên kế hoạch cho các cuộc chiến trên bộ kiểu Thế chiến thứ hai, các thành viên NATO lại tập trung chuẩn bị chiến tranh phi đối xứng, đối phó với những đối thủ chẳng mấy tinh vi. Giới chức Đức phải thừa nhận nước này không đủ đạn dược để sử dụng trong hơn 2 tuần trong trường hợp lãnh thổ bị tấn công, thấp hơn tiêu chuẩn của NATO là 30 ngày. Chánh văn phòng Thủ tướng Đức Wolfgang Schmidt tính toán Đức cần đầu tư 20 tỷ euro để đáp ứng yêu cầu trên của NATO. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa nhắc lại vấn đề từng gây tranh cãi trong các đồng minh, đó là việc đảm bảo an ninh cho Nga khi nước này đồng ý ngồi vào bàn đàm phán hòa bình. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhắc lại niềm tin của ông rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không tránh khỏi kết cục giải quyết trên bàn đàm phán. Do đó, ông cho rằng phương Tây, hay cụ thể là NATO, sẽ phải đưa ra các đảm bảo an ninh không chỉ cho Kiev mà còn cho cả Moscow để đảm bảo được nền hòa bình lâu dài. Ông Macron nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh TF1 và LCI hôm 20 tháng 12 rằng ngày hòa bình sẽ phải liên quan đến các cuộc thảo luận. Đầu tiên và quan trọng nhất là đảm bảo cho Ukraine việc toàn vẹn lãnh thổ, an ninh lâu dài, nhưng cũng phải quan tâm đến Nga với tư cách là một bên tham gia hiệp ước đình chiến và tái thiết lập hòa bình. Ông Macron lần đầu tiên lên tiếng về ý tưởng đảm bảo an ninh cho Nga vào đầu tháng 12. Ông cho rằng một trong những điểm cốt yếu mà NATO phải giải quyết là mối lo ngại của Nga rằng khối quân sự này đến ngay trước cửa và triển khai những vũ khí có thể đe dọa Nga. Những bình luận của ông đã gây ra một loạt chỉ trích không chỉ từ Kiev mà còn từ các thành viên EU như Ba Lan, Slovakia và các quốc gia vùng Baltic.
Các nhà ngoại giao Pháp đã cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng bằng cách nhấn mạnh rằng các bình luận phải được hiểu trong ngữ cảnh. Còn chính ông Macron kêu gọi các đồng minh châu Âu không tạo ra tranh cãi từ chỗ không có. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Macron kêu gọi những người chỉ trích ông nên giải thích xem họ có những lựa chọn nào để thay thế phương án đàm phán với Nga. Ông Macron nói rằng, những người đang từ chối chuẩn bị cho khả năng đàm phán với Nga thì điều mà họ đang đề xuất là chiến tranh toàn diện. Nó sẽ bao gồm toàn bộ lục địa này. Tháng 12 năm ngoái, Nga đã đưa ra danh sách các yêu cầu an ninh với Mỹ và NATO, yêu cầu phương Tây áp đặt lệnh cấm Ukraine gia nhập khối quân sự. Đồng thời nhấn mạnh rằng NATO nên rút lui về biên giới năm 1997 trước khi bắt đầu mở rộng. Vào tháng 1, Mỹ và NATO đã từ chối đề nghị này và nói rằng sẽ chỉ quan tâm đến các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí chiến lược. Kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang vào tháng 2, NATO cũng đang chào đón Thụy Điển và Phần Lan vào liên minh quân sự, mặc dù việc mở rộng vẫn chưa được hoàn tất. Như trong phần vừa rồi Trúc Huỳnh có đề cập thì chiến sự Ukraine đang ngốn đạn dược ở mức độ chưa từng có kể từ Thế chiến thứ hai. Theo báo The Wall Street Journal, lực lượng Ukraine bắn khoảng 6.000 quả đạn pháo, rocket mỗi ngày và đang cạn kiệt tên lửa phòng không dựa trên tính toán của giới chuyên gia và giới chức tình báo phương Tây. Trong giai đoạn đỉnh điểm chiến sự ở miền đông Ukraine là khu vực Donbass, Nga trong vòng 2 ngày sử dụng số đạn dược nhiều hơn toàn bộ số đạn dược trong kho dự trữ của quân đội Anh, theo Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh RUSI. Điều này chứng tỏ một điều, ở thời điểm này, kho đạn pháo của ai nhiều hơn thì người đó nắm quyền quyết định ưu thế xung đột trong tay. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine được cho là đang biến thành trận đấu pháo và bên nào sản xuất được nhiều đạn pháo hơn sẽ giành ưu thế. Nga được cho là đang sử dụng các loại đạn có tuổi thọ nửa thế kỷ, trong khi đó Ukraine đang lệ thuộc vào nguồn vũ khí và đạn dược của Mỹ và đồng minh NATO, nhưng nguồn cung này đang giảm sút sau gần 10 tháng chiến sự. Một số quan chức Mỹ gần đây cho biết Nga đang sử dụng đạn dược có tuổi đời 40-50 năm, gồm đạn pháo 152 ly. Sau gần 10 tháng, Nga đã bào mòn kho vũ khí mà nước này đã mất đến hơn 10 năm để tích trữ. Hiện chưa rõ Nga còn bao nhiêu quả đạn, nhưng các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ đánh giá rằng lực lượng Nga đang sử dụng nhiều hơn mức có thể sản xuất. Nhà nghiên cứu về quân đội Nga Paul Schwartz tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ cho biết các nhà máy của Nga đang tăng cường sản xuất nhưng sẽ khó mà sản xuất đủ lượng đạn đang được sử dụng trên chiến trường. Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh Tony Radikin cho rằng Nga đang cực kỳ thiếu đạn pháo nên có thể sẽ giảm nhanh hiệu quả của các chiến dịch trên bộ ở Ukraine. Tháng trước, các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Nga đang sử dụng 20.000 quả đạn mỗi ngày, trong khi Ukraine sử dụng khoảng 4.000 đến 7.000 quả mỗi ngày. Theo Viện Các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh RUSI, kể từ khi chiến sự bùng phát, Ukraine đã ở trong thế khó về nguồn cung đạn pháo. Ukraine có thể sản xuất đạn pháo cho các lựu pháo thời Liên Xô, nhưng các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện và cơ sở hạ tầng đã ảnh hưởng đến ngành công nghiệp quốc phòng của Kiev. Do đó, Ukraine phụ thuộc vào nguồn đạn thời Liên Xô của các nước Đông Âu và đạn pháo của NATO cung cấp. Việc phải liên tục viện trợ trong gần 10 tháng qua đã khiến kho đạn của các nước NATO giảm sút. Ngành công nghiệp quốc phòng được kêu gọi tăng cường sản xuất, nhưng cần thời gian để đẩy năng suất lên mức đủ phục vụ cho nhu cầu thời chiến. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất dự luật chi tiêu 37,7 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine và đang chờ Quốc hội thông qua. Các quan chức cho rằng gói hỗ trợ này cùng với sự hỗ trợ của châu Âu sẽ đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong 6-9 tháng tới. Trong khi đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kyle gần đây thừa nhận việc chuyển vũ khí và đạn dược cho Ukraine đã gây áp lực lên kho vũ khí của Mỹ và đồng minh. Nhà nghiên cứu chính sách cấp cao Dara Buzikot tại tổ chức Rand Corporation Mỹ cho rằng xung đột Nga-Ukraine đã biến thành cuộc chiến bền bỉ. Việc các bên ủng hộ Ukraine có thể duy trì sự ủng hộ trong bao lâu và năng suất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga là những yếu tố có thể quyết định ưu thế của cuộc xung đột. Thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm 2023. Tuy nhiên, diễn biến của xung đột Nga-Ukraine vẫn phần lớn xoay quanh trên chiến trường, chứ chưa hề có dấu hiệu nào cho thấy là hai bên sẽ chọn giải pháp ngoại giao. Mặc dù mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22 tháng 12 đã đưa ra tuyên bố rằng Nga muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Ukraine và các đồng minh thì nghi ngờ đây là kế hoãn binh sau một loạt bước lùi của Nga đã làm đảo lộn động lực của cuộc chiến kéo dài 10 tháng theo hướng có lợi cho Kiev. Tuy nhiên, trong cùng ngày 22 tháng 12, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin Mỹ và châu Âu cho hay giới chức Ukraine đang chuẩn bị đề xuất công thức hòa bình gồm 10 điểm, dự kiến sẽ công khai vào tháng 2 năm 2023, tức là thời điểm tròn một năm chiến sự. 10 điểm của công thức này bao gồm những gì? Trúc Huỳnh mời quý vị cùng tìm hiểu qua video sau đây.
Tờ Wall Street Journal hôm 23 tháng 12 đưa tin Kiev có thể đưa ra tầm nhìn về vấn đề lập lại hòa bình vào khoảng cuối tháng 2 năm sau, tức một năm sau khi cuộc xung đột nổ ra giữa Ukraine và Nga. Trong một bài báo hôm 22 tháng 12, tờ Wall Street Journal dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu và Ukraine cũng nói rằng Tổng thống Ukraine Zelensky và các cộng sự đang nghiên cứu một giải pháp như vậy. Theo bài báo này, giới lãnh đạo Ukraine muốn củng cố vị thế của mình trên bàn đàm phán bằng cách đạt được thắng lợi trên chiến trường trước khi công bố bất kỳ đề xuất hòa bình nào. Vấn đề hòa bình và cách Ukraine nhìn nhận hòa bình là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông Zelensky đến thăm Washington hôm 21 tháng 12. Tuy nhiên, tờ Washington Post dẫn lời một quan chức cấp cao ẩn danh của Mỹ nói, cuộc thảo luận chủ yếu mang tính học thuật vì Mỹ và Ukraine tin rằng Nga không quan tâm đến bất kỳ cuộc đàm phán nào như vậy vào thời điểm này. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo G20 tại Indonesia vào tháng trước, Tổng thống Zelensky đã đưa ra bộ kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó kêu gọi rút quân đội Nga khỏi Ukraine và trao đổi tù dân, tất cả đổi lấy tất cả. Ngược lại, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng Kiev phải công nhận thực tế trên thực địa, xem đó là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Các thực tế mới bao gồm tình trạng mới của các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia sau khi Nga sáp nhập. Các quan chức phương Tây giấu tên nói với tờ Wall Street Journal rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công mới trong những tháng tới và dựa trên kết quả đó mới tính đến chuyện đàm phán hòa bình. Trong khi đó, phát biểu với các nhà báo hôm 22 tháng 12, ông Putin cho biết mục tiêu của Moscow không phải là đẩy mạnh cuộc xung đột quân sự này, mà ngược lại chấm dứt cuộc chiến này. Đó là điều chúng tôi đang và sẽ phấn đấu đạt được. Ông Putin nhấn mạnh rằng chiến sự ở Ukraine nên kết thúc càng sớm thì càng tốt vì việc leo thang giao tranh dẫn đến những tổn thất không cần thiết. Tổng thống Nga tiếp tục khẳng định rằng Điện Kremlin chưa bao giờ từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông tuyên bố rằng chính giới lãnh đạo ở Kiev đã tự ngăn cấm mình đi theo con đường này. Ông Putin dường như muốn nói đến một sắc lệnh được ông Zelensky ký vào đầu tháng 10. Theo đó, Ukraine sẽ không đàm phán với Moscow chừng nào ông Putin còn nắm quyền ở Nga. Quyết định này là phản ứng của Ukraine trước việc Moscow chính thức sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Sau khi những vùng này tổ chức trưng cầu dân ý, hôm 22 tháng 12, ông Putin nhấn mạnh rằng bằng cách này hay cách khác, tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng một số cuộc đàm phán trên con đường ngoại giao và hy vọng các đối phương sẽ sớm nhận ra điều này. Hãng TASS ngày 23 tháng 12 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga chưa hay biết về việc Ukraine chuẩn bị kế hoạch hòa bình. Trả lời câu hỏi Điện Kremlin có nghe thông tin về việc Ukraine chuẩn bị công thức hòa bình hay không, ông Peskov nói rằng, không, chúng tôi không biết gì về chuyện đó. Phát ngôn viên này cho biết phía Nga chỉ nghe ông Zelensky nói về nhiều biện pháp trong kế hoạch hòa bình, nhưng tất cả đều xa rời thực tế. Viết trên tờ Financial Times ngày 23 tháng 12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng, những lời mời đàm phán của Moscow chỉ nhằm giúp Nga có thời gian chuẩn bị cho đợt tấn công mới ở Ukraine. Trong một thông tin khác, thì đài CNBC đưa tin giá dầu ngày 23 tháng 12 tăng do dự báo Nga cắt giảm xuất khẩu. Theo tính toán của giới kinh doanh và hãng tin Reuters, lượng dầu xuất khẩu của Nga qua các cảng ở vùng biển Baltic trong tháng 12 có thể giảm 20% so với tháng 11, sau khi Liên minh châu Âu và các nước G7 áp đặt các lệnh cấm vận và trần giá dầu thô Nga từ ngày 5 tháng 12. Theo chuyên trang Oil Price, chính phủ Mỹ cần mua dầu bù vào kho dự trữ chiến lược sau khi rút ra gần 200 triệu thùng trong năm nay nhằm đối phó lạm phát giá nhiên liệu. Trong khi đó, các công ty khai thác tại Mỹ lại không vội tăng sản lượng và dường như tăng trưởng sản xuất không còn là ưu tiên của họ. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC trong báo cáo mới nhất cho biết vẫn chưa thể khai thác đủ sản lượng dầu như đã thỏa thuận. Đây không phải là mức thiếu hụt nhỏ mà lên đến 1,8 triệu thùng một ngày. Điều quan trọng hơn là việc khai thác dưới mức thỏa thuận đã trở thành tình trạng thường xuyên của OPEC. Tình hình về nguồn cung còn nghiêm trọng hơn khi kho dầu thế giới ở mức thấp nhất kể từ năm 2004, trong khi đó chưa có bằng chứng cho thấy nguồn cung sẽ thay đổi đáng kể trong tương lai gần. Giới phân tích còn cho rằng việc chuyển đổi năng lượng cũng gặp khó khăn về những nguồn thay thế, đồng nghĩa với việc thời kỳ dầu thô giá rẻ sẽ không còn nữa. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 24 tháng 12 của Báo Thanh Niên cũng đã hết. Trúc Huỳnh xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Những diễn biến mới nhất về xung đột Nga-Ukraine sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên cũng như là ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức của chúng tôi. Còn bây giờ thì Trúc Huỳnh mến chào tạm biệt quý vị. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.